biến quả thông thành đạn, biến cát thành gạo và lướt trên những chiếc lá rụng để vượt sông, nghe giống thần thông của các vị thần. Nhưng không, chúng ta đang nói về người đàn ông này. Các bạn biết ông ta chứ? Đây là lãnh tụ quá cố của Triều Tiên, Kim Nhật Thành. Chưa hết, các lãnh tụ Triều Tiên còn có khả năng dùng tay ném đá làm rơi vệ tinh, có thể thay đổi thời tiết theo tâm trạng. 3 tuổi biết bắn súng, 8 tuổi lái xe tải. Đây không phải bịa chuyện đâu, những điều kể trên đều có trong sách hay tài liệu ở Triều Tiên, và người dân nước này hầu như ai ai cũng biết. Trong giáo trình tiểu học của Bắc Triều Tiên, có một bài văn kể chuyện ông Kim Jong-il nhặt một hòn đá và ngửa mặt nhìn lên trời, hét to: "Thằng Mỹ chết tiệt!" Sau đó lấy hết sức ném mạnh hòn đá lên bầu trời, làm cho một vệ tinh đang bay trên trời nổ tung, phát ra ánh sáng chói mắt và rơi xuống. Ở đất nước này, những câu chuyện nhuốm màu thần thoại như vậy về các lãnh tụ không hề hiếm. Ví như, Kim Nhật Thành được miêu tả là một vị tướng quân dũng mãnh, cưỡi ngựa trắng, đeo bên mình một thành gươm sáng lóa, có thể hạ cây lớn nhẹ nhàng như cắt miếng đậu hũ. Người kế tục Kim Nhật Thành là ông Kim Jong-il. Khi sinh ra đã có rất nhiều điềm báo cát tường, chim nhạn hót mừng, trên trời xuất hiện một ngôi sao sáng kỳ lạ và một cầu vồng đôi rực rỡ. Hai cha con cố lãnh tụ được tung hô là anh hùng người trời, bầu trời của vạn dân, thái dương của thế kỷ 21, vĩ nhân nhân đức động thiên hạ, vị nguyên lão vĩ đại của nhân loại, cha đẻ của thế giới chính trị, để nhân dân tin tưởng. Những mỹ từ mà giới quân sự dùng để tung hô cha con cố lãnh tụ nghe còn kêu hơn như nhà quân sự bách chiến bách thắng, tướng quân của các tướng quân, nhà nghệ thuật lãnh đạo đệ nhất thiên hạ, tư lệnh bất bại. Lãnh tụ hiện nay của Triều Tiên, Kim Jong-un, cũng không thua kém. Một cuốn sách được xuất bản ở Triều Tiên năm 2012 cho biết, khi mới 3 tuổi, Kim Jong-un đã biết bắn súng, học lái xe, 6 tuổi đã cưỡi ngựa thành thục và đua ngựa thắng những vận động viên chuyên nghiệp. Chưa tròn 8 tuổi, đã lái chiếc xe tải chở hàng cỡ lớn, vượt qua đoạn đường khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h. Năm 9 tuổi, có thể bắn trúng mục tiêu di động. Những điều trên nghe thật hoang đường, nhưng chính quyền Triều Tiên lại có thể dùng nó để tuyên truyền. Chúng ta có thể ngồi đây nghe và cười về những điều lố bịch đó, nhưng nếu bạn đang ở bên trong Bắc Hàn thì bạn sẽ không cười nổi đâu, bởi vì hệ thống tra tấn và trại tử thần khắp nơi ở Triều Tiên đang chờ đón những người dám không tin và chống đối lại gia tộc họ Kim.